Chào các bạn. Hôm nay hướng dẫn các bạn vẽ một cái cầu thang hai vế bằng cái cách vẽ là sử dụng cái hệ đường 2D SPline. Tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên, tôi chọn mặt đứng. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Kích thước sẽ là 150 nhân với cả 300. Vì đây là cái kích thước của một cái bậc thang. Nó sẽ cao 150 và rộng 300. Tôi ví dụ như thế. Tôi vẽ một cái mũi bậc. Tôi để khoảng 20 x 20. Sau đó tôi bắt điểm. Nó sẽ trở thành một cái hình như thế này. Tiếp, tôi dùng một đường line, dùng chế độ bật điểm và vẽ bao quanh. Tôi chọn yết để cái đường line này nó đóng kín. Sau đây tôi dịch chuyển sang bên cạnh. Thì tôi xóa hai hình này đi. Thì đây là một cái bậc thang tôi đã vẽ xong. Tôi dùng F12 để dịch chuyển cái góc này dịch ra ngoài bên ngoài. Tôi chọn cái độ điểm. Quét góc này, quét điểm này. Và chọn trục X dịch chuyển xa một khoảng là 300. Tại sao lại dịch chuyển ra 300? Vì khi đó nó sẽ tạo thành một cái đường nghiêng ở đây. Vì cái cầu thang của mình khi mà copy ra ấy, nó sẽ tạo một cái mặt phẳng đáy. Chính vì thế mà tôi đã copy ra, tôi dịch chuyển cái điểm ra một khoảng 300. Tiếp theo tôi sẽ vào bộ tôn. Tôi dùng cái công cụ là Array. Trong cái bảng Array này thì tôi chọn cái dòng mô. Array này các bạn có thể hiểu là một cái công cụ để dùng để copy đối tượng hoặc là dùng để giải rác đối tượng theo một cái hệ quy luật nào đó. Ở đây tôi sẽ sử dụng quy luật di chuyển theo hai trục, trục X và trục Y. Thì với kích thước của một cái bậc thang là 150 và 100 và 300 sang theo trục X, tôi sẽ làm như sau. Với trục X tôi sẽ di chuyển là 300 và trục Y sẽ là 150. Tức là từ bên này sang đây là 300 và từ đây lên đây là 150 thì nó sẽ di chuyển theo đường chéo. Tiếp theo ở phía dưới tôi sẽ chọn cái phần type of object, tôi chọn copy số lượng, count là số lượng, chọn 11 chiếc. Chọn 11 cái bậc thang, tôi chọn ok. Bạn thấy nó sẽ copy thành một cái hệ thang này. Bây giờ là mình đã có một cái mặt cắt của coi như một đây là một cái mặt cắt của một cái bàn thang bên dưới. Ở cái bậc thang trên cùng, tức là cái bậc thang số 11, tôi sẽ biến nó thành cái chiếu nghỉ. Tôi cho độ rộng của nó sẽ là 1 mét. Tôi dùng lệ số F12. Tôi kéo điểm ra là 300, cho nó bằng cái điểm này. Tiếp tục tôi kéo ra 400 nữa, hai điểm này, thì kích thước của nó sẽ là 1 mét. Sau đó tôi chọn cái bản thang thứ 10 từ dưới lên và tôi chọn công cụ attach để gộp các cái bậc thang từ trên xuống dưới theo thứ tự. Ok. Ở cái mũi bậc này, nếu các bạn muốn nó bo tròn hoặc là vát thì bạn có thể sử dụng công cụ fillet hoặc là công cụ chamfer, nhưng mà ở đây tôi làm thang vuông cho nên tôi không dùng. Sau đó thì các bạn chọn. Tiếp theo tôi chọn một trong hai cái đối tượng này. Tôi chọn cái bản thang trước, tôi dùng công cụ extrude. Tôi sẽ để cái độ rộng của thang là 1000. Các bạn đã có một cái bản thang từ dưới lên. Tiếp theo tôi chọn, đây là cái phần chiếu nghỉ, tôi sẽ extrude với kích thước là 2200. Ok. Cái bản thang này tôi copy theo trục Y ra một đối tượng mới. Giữ shift kéo ra, tôi chọn chế độ copy. Sau đó thì tôi sẽ dùng công cụ đối xứng. Ở đây, tôi đối xứng theo trục X và tôi sẽ không copy, chọn ok. Thì đối xứng lại sẽ được một cái bàn thang thứ hai. Tôi mặt đứng này, tôi sẽ bắt điểm và di chuyển cái điểm này lên vị trí này. Sau đó thì đúng ra nó phải bắt điểm lên trên đây, nhưng mà tôi sẽ bắt vào đây vì trên này không có điểm để bắt. Sau đó tôi dùng công cụ di chuyển F12 Move Transform, tôi chọn theo trục Y lên là giá trị là 20. Ok. Tôi về mặt bằng để kiểm tra để xem là ở đây nó đã
Bằng nhau chưa? Đúng rồi, bằng nhau rồi. Quay về với cảnh kiểm tra thì các bạn thấy là mình đã sắp có một cái thang. Nhưng mà vấn đề ở đây là có một cái bậc thang này này. Nó không bám. Tức là cái này đúng cấu tạo thì nó phải chạy xuống dưới này. Thì để làm được đúng cái video này tôi sẽ về mặt đứng này. Sau đó thì tôi chọn cái bàn thang này và tôi ở đây các bạn thấy là trên cái thanh này, trên cái bảng stack này sẽ có hai cái đối tượng, nhất là line và thứ hai là công cụ ExtruseAdd vào đối tượng. Các bạn có thể quay về đường line này để hiệu chỉnh cái điểm này. Bạn chọn điểm, bạn kéo xuống. Sau đó bạn thoát đi. Và tích chọn lên ExtruseAdd này. Tích lên ExtruseAdd thì đối tượng của mình lập tức sẽ được. Ok. Thì lúc đấy cái thang của mình nó sẽ có cái cấu tạo như thế này. Tiếp theo để làm phần con tiện, tôi sẽ làm như sau. Tôi chọn về mặt đứng này. Tôi vẽ con tiện vào đây. Tôi vẽ bằng một đường chữ nhật rectangle. Kích thước của nó tôi sẽ để như sau, khoảng 850 là chiều cao và chiều rộng tôi để khoảng 35 thôi. Với một cái hình như thế này, tôi vẽ ra để tôi lấy kích thước, sau đấy convert về SP-Line. Chọn cấp độ thứ hai, tôi xóa đi một cạnh. Rồi tôi dùng chuyển đến cấp độ thứ nhất và chọn công cụ refill này, refill này. Để chọn tôi add thêm các điểm vào đây. Đây là tôi đang dùng một cái công cụ có chức năng là mình tạo con tiện, nhưng mình sẽ vẽ một nửa con tiện trước. Sau đó tôi sẽ design cái này. Thì cái hình thức của cái này ấy, các bạn có thể tùy cách thiết kế một cái con tiện theo ý của mình, hoặc là các bạn có thể sử dụng mẫu, các bạn có thể nhìn một số cái hình vẽ về những cái con tiện, các bạn làm theo. Ở đây tôi làm ví dụ cho nên là tôi chỉ làm đơn giản thế này thôi. Sau đó tôi sẽ chọn đối tượng mà mình vừa mới hiệu chỉnh xong, và trong modify tôi chọn công cụ tên là Lather này. Công cụ này có chức năng là tạo đối tượng 3D bằng cách là nó sẽ xoay cái hình 2D của mình quanh một cái trục. Đấy chính là cái cách làm việc của nó. Nó giống như các bạn tạo đồ gốm hoặc là các bạn dùng để các bạn tạo con tiện, giống y như trong trường hợp các bạn đang làm. Ở đây trong công cụ Lathe này, tôi sẽ chọn công cụ, tôi chọn cái phần min trong phần align này để cho cái đối tượng của mình nó được quay quanh trục, và cái trục của nó, cái phần align này các bạn có thể hiểu là cái vị trí mà cái trục nó sẽ quay qua. Ví dụ như khi mà trục nó quay, mặc định của nó sẽ là qua giữa đối tượng thì trục nó sẽ quay qua cái trục này. Nhưng mà như thế thì cái hình thức của cái con tiện này nó không đúng. Vì vậy tôi chọn min, min theo cái hướng từ bên này sang. Có nghĩa là nó sẽ chọn cái cạnh trong phía trong này đúng không? Để nó quay. Vì vậy các bạn sẽ có một cái con tiện nó đối xứng sang bên này, quay tròn đối xứng sang hai bên. Đây là cái con tiện của chúng ta. Thì khi mà nó thành cái hình con tiện này tôi muốn sửa lại, tôi sẽ làm như sau. Các bạn có thể tích xuống cái đường SP line này và các bạn chọn điểm của bạn hoàn toàn có thể sửa. Thì khi đó các bạn tích thêm một công cụ show and reset. Tích vào đây. Các bạn có thể quan sát được cái kết quả mà sau khi mình hiệu chỉnh sẽ như thế nào. Đấy, ví dụ tôi sẽ thêm bớt các điểm như sau. Tôi kéo cái điểm này dịch vào này. Kéo dịch này điểm xuống. Điểm này xuống. Ví dụ như thế. Tôi sẽ chọn cho nó một cái màu khác các bạn dễ nhìn. Ok. Ví dụ như thế này. Và ngoài ra thì tôi có thể chọn để cho các cái điểm này nó mịn hơn. Tôi sẽ chọn điểm này, chuột phải, tôi chọn công cụ Smooth. Các bạn có thể sử dụng công cụ Corner này để tạo các điểm ngấn. Corner này. Smooth. Ví dụ như vậy. Ở đây tôi vẽ ví dụ cho nên là tôi vẽ nó không được, cái con tiện của nó không được đẹp lắm. Chỉ là ví dụ thôi.
Điểm trên này tôi cho nhỏ một chút. Tại sao phải cho nhỏ? Bởi vì là cái điểm này nó sẽ cắm vào cái lan can của mình. Vậy tôi sẽ cho nó nhỏ đi. Ok. Sau đó tôi dịch chuyển cái con tiện này vào giữa một cái bậc thang phía dưới. Lại quay lại sử dụng công cụ Array này. Thì lần này mình cũng Array lên các cái bậc này. Thì cái quy luật nó giống như vừa rồi, tôi sẽ để ok luôn. Vì nó thể nhắc lại được cái thông số ban nãy mình thiết đặt. Sau đó tôi nhóm các cái con tiện phía dưới này vào, để lại con tiện bên trên. Tôi chọn group đặt tên là con tiện. Bạn có thể đặt tên là gì đó cũng được. Tôi chọn tất cả các con tiện, tôi về mặt bằng, dịch chuyển về trong. Ok. Cái con tiện này tôi sẽ dịch chuyển vào giữa, giữa cái khe giữa hai cầu thang này. Tôi chọn cái hệ con tiện đây, tôi dịch chuyển sang bên này, copy để thành một cái hệ nữa. Sau đó tôi chọn và tôi chọn đối xứng về mặt đứng này, dịch chuyển nó lên. Công việc cuối cùng là mình sẽ tạo một cái lan can chạy từ dưới lên trên. Mình sẽ về mặt bằng, chọn một hình chữ nhật, vẽ vào đây, vẽ để lên trên chốc. Cái này thì vẽ, các bạn chú ý là vẽ để cho nó chạy qua giữa các cái con tiện của mình trên mặt bằng. Rồi tôi chọn chuột phải, tôi convert về SP line. Chọn góc độ thứ hai này, xóa một cạnh này đi. Chọn điểm và mình quan sát để xem là đường nào, điểm nào lên trên, điểm nào lên dưới. Chọn điểm này sẽ là điểm đi lên trên, vì cái cầu thang của mình nó sẽ đi từ đây lên, nó vòng lên. Sau đó tôi về mặt đứng, nó kéo lên để phân định được là chiều nào lên, chiều nào xuống. Rồi cầm tất cả kéo lên giữa này. Rồi bắt đầu mới chọn cái độ điểm. Điểm này kéo xuống này, điểm này kéo lên. Sau đó thì các bạn quét tất cả các điểm và chuột phải chọn corner này. Corner là chế độ tạo cái đường gấp khúc. Các đoạn thẳng nó sẽ trở thành đoạn dạng gấp khúc giữa các điểm. Rồi. Điểm ở đây. Tôi muốn nó tròn, tôi sẽ chọn hai điểm này. Tôi dùng công cụ fillet. Ok. Bạn thấy nó sẽ tròn như thế này. Bạn thoát đi. Ở đây nếu các bạn tạo cái đường lan can tay vịn này là hình vuông, các bạn có thể dùng, hoặc hình tròn có thể dùng công cụ rendering trong đường line có sẵn. Thì các bạn chọn vào rendering này, chọn vào enable in renderer và enable in viewport. Sau đấy chỉnh kích thước phía dưới. Ví dụ như vậy thì có một cái lan can tròn đơn giản như vậy. Hoặc là hình vuông, các bạn chọn chỉnh ở dưới này, kích thước chiều dài chiều rộng. Và nếu mà nó bị nghiêng thì xoay chỉnh góc ở phần angle này. Nhưng mà tôi không muốn làm như thế. Tôi muốn nó chạy theo một cái, tôi có một cái tiết diện. Thì tôi sẽ phải làm như sau. Tôi vẽ một hình chữ nhật. Đây là tiết diện của cái cầu thang, của cái lan can tay vịn. Tôi sẽ để kích thước là 80 nhân với cả khoảng 60 đi. Tôi vẽ ví dụ như vậy. Cái kích thước này thì các bạn có thể vẽ nó theo một cái cầu thang nào đấy, hoặc là nó trong cái khoảng kích thước mà mình cầm nắm tay nó thoải mái là được. Sau đấy thì mình convert về SPLine, chọn cấp độ điểm này, tôi sẽ fillet hai điểm này, dùng công cụ fillet ví dụ như vậy. Hai điểm này tôi sẽ dùng công cụ chamfer. Ok. Tôi sẽ thêm hai điểm ở đây, sẽ kéo nó vào một chút như vậy. Ok. Thì đây là cái tiết diện của cái lan can. Sau đó tôi sẽ dùng cách làm như sau. Tôi chọn cái đường dẫn và tôi vào grid, tôi chọn geometry, tôi chọn công cụ compound object. Compound object thì đây tôi sẽ giải thích luôn các bạn. Compound object là gì?
Đây là một cái hệ đối tượng nâng cao trong Bodymark. Nó tạo đối tượng bằng cách là kết hợp hai hoặc nhiều đối tượng khác với nhau theo một quy luật nào đó. Tức là để mà dựng một cái hình, trong này thì có một số cái quy luật, thì những cái này tôi sẽ giới thiệu các bạn sau. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn đó là công cụ load. Các bạn chọn đường dẫn, sau đấy các bạn chọn load, và đây các bạn chọn get shape này, sau đấy tích vào cái tiết diện của mình. Thì đầu đầu tiên này, các bạn có thể quan sát đấy, cái đường dẫn lan can của mình, còn lan can tay vịn của mình nó sẽ được lồng cái tiết diện này vào, chạy theo đường dẫn này, thì nó cho ra một cái lan can như thế này. Nhưng mà quan sát kỹ thì thấy là cái lan can của mình phía dưới nó bị lệch lệch chiều. Lý do thì các bạn có thể hiểu như sau: cái đường dẫn của mình nó chạy từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên cũng vậy, nhưng mà khi mà nó chạy như thế này đến điểm này nó vòng lại, thì cái hướng của nó đảo đảo chiều đảo hướng. Chính vì thế mà cái mặt cắt của mình này, cái tiết diện của mình khi mà chạy vào đây nó cũng sẽ bị đảo hướng vặn theo cái đường dẫn. Chính vì thế mà nó bị vặn lên phía dưới này. Vì vậy để sửa lại tôi sẽ làm như sau: tôi chọn lan can, tôi chuyển sang modify này, sau đó thì tôi chọn cái lốt ở đây, sổ ra, tôi chọn save, quét chọn cái mặt cắt. Cái mặt cắt này nó sẽ nằm ở cái phần mà phần trên lan can, hoặc là cái phần mà không bị lệch đi. Sẽ chọn và tôi giữ shift, chọn cho trục Z này, copy ra, kéo ra, giữ shift kéo ra. Trong cửa sổ hiện ra các bạn chọn copy, chọn ok. Ở đây thì đến đây tôi sẽ chọn công cụ xoay, tôi xoay lại, chỉnh lại cho nó khỏi bị lệch. Ok, đến đây là khá ổn. Tiếp tục tôi sẽ giữ shift, tôi copy tiếp ra phía này, tôi sẽ tiếp tục dùng công cụ xoay này, xoay lại. Ok, tiếp tục giữ shift copy theo trục Z. Ok, và tôi kéo xuống dưới này, lần này tôi sẽ kéo xuống dưới cùng, và tôi lại xoay để có một cái. Bạn có thể về mặt mặt chính của cái thang này, mặt đi lên, để các bạn quan sát được cái này nó cân đối chưa. Bạn xoay để cho nó cân đối. Sau đấy các bạn thoát cái công cụ này đi. Lúc đó mình sẽ có một cái cầu thang như thế này. Và đây là cái kết quả của mình. Ok.